Julie Trần xin được trở lại với chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội cũng được sự bảo trợ của First Financial Security. Do đại diện của chúng tôi là Julie Trần và Tuấn Hoàng. Quý vị có nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ với chương mục tiết kiệm, xin quý vị liên lạc với chúng tôi là Julie Trần và Tuấn Hoàng có số điện thoại là 714-331-4982, 714-331-4982 để chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị những chương trình rất là thích thú, rất là tốt cho gia đình, bảo vệ cho gia đình của quý vị. Và chúng tôi xin được trở lại với phần trình bày của Tiffany Phương là đại diện của Vitas và bác sĩ Huỳnh Duy Linh là chuyên ngành về hospice. Khi mà bệnh nhân đến được hưởng cái dịch vụ của hospice thì họ có phải mất đi cái quyền lợi gì của họ là một người bệnh nhân hay không? Julie sẽ nói thí dụ điển hình là ví dụ như là một người bệnh nhân, mình có cái quyền là yêu cầu bác sĩ làm cái này làm cái kia, hoặc là có một cái ý kiến thứ hai, hoặc là trước khi làm một cái cuộc giải phẫu hay một cái điều trị gì đó là phải có cái sự đồng ý của người bệnh nhân. Thì khi mà đi vào cái dịch vụ hospice á, người bệnh nhân có còn được những cái quyền lợi đó hay không? Để em trả lời sơ rồi bác sĩ Linh sẽ đi sâu hơn về trong cái ngành y khoa. Thì em chỉ nói chung cái luật của cái hospice, cái requirement giống như cái cho phép của Medicare khi một người bệnh nhân vào hospice. Thực sự em nói rõ lại một lần nữa là vì hospice theo mình dịch tạm thời theo tiếng Việt mình nó giống như là dưỡng bệnh. Khi mình còn trị bệnh thì mình gọi là trị bệnh, giống như tiếng Mỹ nó gọi là curative care. Còn là trị bệnh, mình tiếp tục mình trị bệnh. Còn hospice nó giống là comfort care. Comfort care thì giống như mình gọi là dưỡng bệnh. Thì khi một bệnh nhân không còn, thứ nhất, giống như bác sĩ Linh nói, sức khỏe không chịu nổi những cái trị liệu mạnh mà cần phải được hồi sức, hoặc là trong thời gian này không làm gì được hơn nữa, hoặc là nhiều khi bệnh nhân đã thử tất cả những loại trị liệu mà vẫn không giúp được nữa, thì khi bệnh nhân sẽ bị giống như là vật vã đau đớn tại vì quá nhiều cái trị liệu mà cơ thể không chịu được nữa, thì hospice nó sẽ giúp để mà mình hồi sức, để mình ổn định. Thành ra theo luật của Medicare thì một là mình sẽ tiếp tục trị liệu, hai là mình dưỡng bệnh. Một là trị bệnh, hai là dưỡng bệnh. Thành ra không có thể hand in hand. However, không thể đi đôi với nhau không được. Không thể đi đôi với nhau được. Nhưng mà nó có những cái trong cái y khoa mà em chỉ có thể nói riêng cho Vitas, tại vì Vitas cũng có thể làm những cái điều mà giúp cho bệnh nhân theo cái hốt của họ. Thì bác sĩ Di Linh sẽ nói nhiều hơn. Bác sĩ có thể cho một cái case trường hợp, thí dụ như bệnh nhân một cái case thí dụ, nào bây giờ, thí dụ như bây giờ người bệnh nhân này bị ung thư đường ruột, mà tới thời kỳ thứ tư rồi. Thì có những trường hợp khi mà bệnh nhân đã vô vào chương trình hospice rồi, mà bệnh nhân có sự đau đớn, thì cái cách trị đau đớn nó có nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như là thuốc, chẳng hạn như là xoa bóp, chẳng hạn như là uống dược thảo. Nhưng mà cũng có khi là cái phương pháp trị cần phải chiếu xạ trị. Thì có nhiều khi mình nghĩ là khi đã vô hospice không có thể chiếu xạ trị được. Nhưng mà nếu chiếu xạ trị để giúp cho bớt đau đớn, chứ không phải là cái mục đích để chữa lành hết tất cả, thì cái đó vẫn có thể làm ở trong chương trình lúc còn đang ở trong chương trình hospice. Và thật ra thì cái cơ quan Vitas em cũng có một vài bệnh nhân như vậy, tức là vẫn ở trong chương trình hospice mà hospice họ chi phí cho cái sự trả cái dịch vụ đó cho bệnh nhân. Như vậy thì ai, những người nào được qualify, được eligible để mà được vào cái hospice, thí dụ như Julie có private insurance chẳng hạn vậy, thì cái private insurance nó có trả cho cái dịch vụ hospice không? Tại vì Julie biết là có những cái chương trình giống như là long term care đó, cho dù là chúng ta có cái private insurance, tức là Julie nói chuyện là Julie có Aetna PPO chẳng hạn vậy, bảo hiểm cá nhân Aetna PPO, và ngay cả Medicare cũng không có cover cho cái long term care nữa, như vậy thì hospice được tài trợ bởi ai? Ok, rồi mình nói qua chuyện làm sao để, thứ nhất mình nói làm sao để nhận được hospice, làm sao ai sẽ trả cho hospice. Thì Tiffany cũng xin thưa rằng thật sự ra hospice nó gần như là một cái chương trình nhân đạo của Medicare. Thành ra tất cả những bệnh nhân nào có Medicare, Medi-Cal đều được nhận hospice. Private insurance, hospice đều provide hết. Có một điều Tiffany
có thể nói, nhưng mà xin phép Tiffany cũng không thể nói chung cho các hospice. Tiffany chỉ có thể đại diện cho VITAS, là đối với bên VITAS là ở đây họ sẵn sàng giúp tất cả những bệnh nhân nào khi có nhu cầu của hospice mà đủ cái hội đủ điều kiện để nhận hospice. Đối với bên VITAS, tụi em đã từng giúp nhiều gia đình gần như không có insurance, không có bảo hiểm. Tiffany không phải là nhất định đây là quảng cáo, nhưng mà muốn cho cộng đồng biết, tại vì khi mình có cái nhu cầu đó, một người thân của mình đã có một cái gọi là cái bệnh nan y như vậy mà mình phải lo lắng, mà trong khi không thể điều trị được nữa vì sức khỏe quá yếu, mà nếu vì sợ không có bảo hiểm và cũng như là vì một hoàn cảnh nào đó mà không nhận được cái dịch vụ, nó thì rất là tội cho người bệnh nhân, mà nó cũng là một gánh nặng cho người gia đình. Thật ra Tiffany muốn nói, mà Tiffany chỉ có quyền nói cho VITAS, tại vì không có xin phép Stephanie. Xin phép Tiffany. Thưa quý vị, sở dĩ mà Julie muốn mời cô em này lên là tại vì Julie biết là qua cái chương trình này ở VITAS, là nơi mà Tiffany làm đại diện, sợ có một cái chương trình để mà giúp cho những quý vị nào không có một cái bảo hiểm nào để mà lo cho người thân. Và vì thế đây là cái lý do mà tại sao Julie đưa cái chương trình này lên để gửi đến quý vị. Và trong trường hợp quý vị có những cái nhu cầu mà mình không có một cái nguồn nào để mình chi phí cho cái người thân của mình, thì đây là một cái cơ hội mà tại sao chúng ta không nắm lấy để mà người thân của chúng ta có thể được dưỡng bệnh. Phải không, bác sĩ Linh? Đúng. Như vậy thì bác sĩ Linh là một người bác sĩ chuyên chăm sóc cho bệnh nhân như vậy. Và ví dụ như bây giờ Julie vào không có một cái nguồn lợi nào, không có một cái gì để trả, thì bác sĩ Linh cũng phải chữa cho Julie free luôn. Dạ phải. Với điều kiện là Julie phải có hội đủ điều kiện là Julie. Thì đúng rồi. Mình phải có hội đủ điều kiện thì mình mới được nhận vào cái chương trình cái dịch vụ này. Chứ không dám hứa Julie, tại vì Julie không, much money cái, mà không phải yes mới Julie lại không, không có phải tại vì thưa quý vị, thật ra trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta rất là nhiều cái trường hợp đúng rất là thương tâm mà chúng ta nếu mà không biết tới đó để mà giới thiệu cho mọi người thì rất là uổng. Đúng. Và đây là một cái dịch vụ mà Julie biết là cá nhân Julie không có biết những cái cơ sở khác như thế nào. Tuy nhiên khi mà Julie nghe được Tiffany nói là chỗ của em có những cái dịch vụ cho những người không trong cộng đồng mình mà không có một cái nguồn lợi nào thì sẽ giúp cho họ. Và các bác sĩ giống như bác sĩ Julie này thì Julie đã biết bác sĩ Julie cũng ít nhất cũng phải 4 năm rồi hả? Yeah, 4 năm rồi. Và Julie biết là bác sĩ Linh làm việc với cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng mặc dù là im hơi lặng tiếng, nhưng mà phải nói là rất là nhiệt tình, nhiệt lòng để mà giúp đỡ cho bệnh nhân. Thì bây giờ mình trở lại với cái dịch vụ của hospice đó, thì khi mà bác sĩ, ví dụ như bây giờ bệnh nhân không ở trong một cái trung tâm nào cả, họ ở nhà, thì các bác sĩ sẽ đến nhà họ chăm sóc từng bệnh nhân một hay sao? Dạ thưa đúng. Bác sĩ, wow. Y tá, cán sự xã hội, cô trợ vấn về tâm linh, cả những người giúp chẳng hạn tắm rửa cũng sẽ đến tận nhà cho tới lúc trợ tá làm cho tới cuối đời luôn. Dạ. Wow. Coi như là đối với tụi em thì trong công ty của tụi em có 7 cái toán nhân viên như vậy. Và trong cái toán nhân viên đều có y tá, bác sĩ, nhưng rồi cán sự xã hội, trợ lý về tâm linh, rồi cũng như là người trợ tá về tắm rửa. Coi như tụi em chia ra theo vùng để làm gì? Để khi mà có nhu cầu của bệnh nhân thì mình có thể đến đúng kịp thời để mà mình lo cho bệnh nhân khi họ cần. Nào, chương trình của mình là toàn cầu, toàn quốc Hoa Kỳ. Thì VITAS không chỉ riêng cung cấp cái dịch vụ miễn phí đó ở Orange County hay là khắp nơi. Nơi nào mà có VITAS thì nơi đó có cái dịch vụ đó. Vâng. Cái đó là một cái công tác chung của VITAS, đó là một cái mục đích chung của VITAS, không riêng ở quận hạt nào hoặc là một tiểu bang nào. Vâng. Thật sự mà nói, nếu mà Tiffany không kể cho Julie nghe, thưa quý vị, Julie cá nhân Julie cũng không biết là có những cái chương trình có một cái cơ quan để mà cung cấp những cái dịch vụ miễn phí như thế này cho những người mà không có khả năng để mà đem đến cho người thân của mình một cái ngày, nhưng là những ngày cuối đời, một cái sự gọi là dưỡng bệnh thật là an toàn, vừa an toàn mà vừa có một cái dignity trong đó. Yes. Nữa. Cái là cái mục đích chính của tụi em là mình làm sao mình giúp cho người bệnh nhân, không chỉ riêng cho người bệnh nhân mà cho cả gia đình nữa. Đối với người bệnh nhân, tụi em muốn cho những cái họ có một cái những ngày cuối đời mà họ cảm thấy họ vẫn được yêu thương, họ vẫn được sự chăm sóc,
vẫn được sự lo lắng, vẫn được sự quan tâm. Đối với gia đình là coi như có một bên nơi để họ nặng. Nương. Dạ, họ nương vào, phụ hỗ trợ cho họ rất nhiều. Đó là lý do mà tụi em có luôn người phụ tắm rửa chăm sóc của về tâm linh. Nó không riêng về sức khỏe mà chúng em về cả về đời sống tâm linh với lại emotion. Vâng, cảm ơn Tiffany, cảm ơn bác sĩ Linh. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở đảm bảo trợ cho Lewis Con TV.